Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua full carbon GD Time 3007. Một chiếc xe thương hiệu Mỹ được xuất sang thị trường Canada. Vâng, trước đây em đã review về những chiếc xe GD Time màu trắng xanh rồi. Hôm nay là về màu mới nhất tại cửa hàng em, màu đỏ trắng các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và đây là chiếc xe GD Time 3007 full carbon màu đỏ đen. Đỏ đen trắng các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này cực mới, trên 95%. Em sẽ quay chi tiết nước sơn của xe. Rất sáng và bóng, còn rất là mới. Khung carbon, càng carbon. Càng nguyên bản của GD Time. Đây là yên và cọc yên, rất là mới. Đây chiếc xe thương hiệu Mỹ xuất sang thị trường Canada. Và đây cỏ Canada đây các bác. Biểu tượng Canada. Trên khung xe có là trang web của xe đây. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này, GD Time 3007. Carbon toàn phần. Phanh 3 mảnh. Đây cũng là một mẫu xe đua carbon. Giá rất tốt tại cửa hàng em. Bán rất là chạy. Trước đây em có về những màu xanh trắng rồi. Ghi đông alumium 6061, công nghệ nhôm siêu nhẹ. Tay quấn rất là chắc chắn. Đây, trước đầu xe không có biểu tượng của Canada. Xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora các bác nhé. Bên này bên lip 8 tầng, bên đĩa 3 tầng. Có xe 24 tốc độ. Đây càng carbon. Bộ vành của Italy, của Ý. Vâng, và chiếc xe có thông số là 700x23C. Lốp có thông số 700x23C. Dây bên dưới khung. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano Sora. Đùi đĩa đẹp. Cũng rất là mới các bác nhé. Gạt đĩa của Shimano Sora. Gạt đĩa 3 tầng. Cùng với đấy là bộ lip 8 tầng. Lip và xích thì rất là mới. Đây là một chiếc xe sử dụng lướt. Đi được một vài lần thôi. Xe rất là mới.
giá lại rất hợp lý. Rồi đây tham carbon, củ đè của Shimano Sora. Bơm xe sử dụng nguyên bộ group của Shimano Sora. Bộ phanh 3 mảnh. Giờ sẽ đo chiều cao size đứng của xe. Vâng, và chiếc xe có size là 45 các bác nhé. Của các bác từ 1m67 trở xuống. Để đi vừa chiếc xe này. Tám tầng lip và ba đĩa, 24 tốc độ. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đánh giá hoạt động lên lip. Vâng, lip V6 thì rất là mới. Xuống lip. Rất tốt các bạn nhé. Đủ đĩa của Shimano Sora 3 tầng. Xuống đĩa. Lên đĩa. Gạt đĩa của Shimano Sora. Bộ phanh 3 mảnh. Phanh rất ăn luôn. Vâng, và chỉ với 10 triệu rưỡi các bác có thể sở hữu chiếc xe full carbon GD Tham 3007. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kiên Xe Đạp, nhấn vào chiếc chuông để được hiện những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.